Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin khoảng trống quyền lực ở Washington đe dọa tới Biển Đông. Vào thời điểm Tổng thống đắc cử Biden có bài phát biểu chúc mừng chiến thắng tại Denver, hai máy bay ném bom chiến lược B-1B đã cất cánh từ căn cứ không quân tại đảo Guam để thực hiện lộ trình tới Biển Đông. Theo một quan chức thuộc lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, hai chiếc B-1B đã bay qua kênh Bashir giữa đảo Yami của Philippines và đảo Lan Tự tại Đài Loan trước khi bay dọc Biển Đông. Đây là hình ảnh máy bay ném bom chiến lược B-1B của quân đội Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, một quan chức Nhà Trắng cũng trao đổi trong một cuộc họp báo trực tuyến rằng Mỹ tiến hành chiến dịch này nhằm cảnh báo Trung Quốc tránh đưa ra các hành vi khiêu khích nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Washington trong giai đoạn chuyển giao chính trị hiện nay. Nhiều người lo ngại về khoảng trống chính trị kéo dài tại Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những động thái thách thức kết quả bầu cử, điều mà giới chức cho rằng có thể ảnh hưởng đến cán cân quyền lực giữa lực lượng vũ trang Mỹ và Trung Quốc triển khai trong khu vực. Giới chức Mỹ cũng có lý do để bất an, nhất là bởi chỉ 4 tháng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào hồi năm 2000, khi đó một máy bay Trung Quốc đã va chạm với máy bay tuần tra của Mỹ tại Biển Đông. Thời điểm đó, nước Mỹ cũng đang quay cuồng vào các hỗn loạn sau bầu cử, bỏ phiếu. Sự kiện chỉ kết thúc sau đó 36 ngày với việc ứng viên Al Gore thừa nhận thất bại trước George Bush dù thắng phiếu phổ thông. Lần này, cả Washington và Lầu Năm Góc đều đang đặc biệt lo ngại về những bất ổn chính trị do phe của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối thừa nhận thất bại trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại các khu vực lân cận Trung Quốc ngày càng leo thang. Nguy cơ đụng độ quân sự tháng 7 vừa qua, quân đội Mỹ đã triển khai 3 tàu sân bay tới Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như tiến hành các cuộc tập trận tại Biển Đông nằm xung quanh Đài Loan. Vào giữa năm 1990, khi khủng hoảng bùng lên tại eo biển Đài Loan, Mỹ cũng đã chỉ cử 2 tàu sân bay tới khu vực tại thời điểm mối quan hệ song phương với Trung Quốc căng thẳng chưa từng có từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Về phần mình, Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc tập trận tại những vùng biển lân cận. Đây là hình ảnh tên lửa Đông Phong 21D sát thủ diệt tàu sân bay diễu hành tại quảng trường Tiananmen tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Vào ngày 26 tháng 8, Trung Quốc đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo Đông Phong 21D sát thủ diệt tàu sân bay và 2 liên tựa tên lửa đạn đạo Đông Phong 26, loại vũ khí có khả năng nhắm tới các mục tiêu tại đảo Guam. Quyết định phóng tên lửa đạn đạo tối tân của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp đã đẩy căng thẳng đến mức cao chưa từng có. Katsutoshi, cựu tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản, bình luận như sau: căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh kết thúc. Va chạm quân sự bất ngờ là mối nguy có thật. Mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Đài Loan cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các căng thẳng mới nhất giữa Washington và Bắc Kinh, dù câu chuyện phía sau phức tạp hơn rất nhiều. Dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc đã thúc đẩy chương trình xây dựng lực lượng quân đội ngày càng tân tiến. Một trong những điểm nổi bật của kế hoạch này là việc thành lập lực lượng hỗ trợ chiến lược với khả năng kiểm soát không gian mạng và không gian vũ trụ, cũng như lực lượng tên lửa chịu trách nhiệm chung về hoạt động phóng tên lửa đạn đạo. Một quan chức quân đội Mỹ bình luận rằng khả năng tác chiến điện tử và chống tên lửa của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã vượt qua cả Mỹ. Nhận thức được diễn biến này, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã nêu rõ Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược trong báo cáo chiến lược quốc phòng NDS công bố vào hồi tháng 1 năm 2018. Kobe, quan chức chịu trách nhiệm chỉ đạo nội dung văn bản này khi đảm nhiệm cương vị phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng và Chiến lược, đã cho biết như sau: Trung Quốc và quân đội giải phóng của Trung Quốc hiện là mối đe dọa đáng kể nhất đối với lợi ích của Mỹ, chủ yếu là với các cấu trúc liên minh và quan hệ đối tác mà Mỹ xây dựng. Chúng tôi xây dựng hệ thống NDS để ngăn ngừa Trung Quốc trở thành cường quốc bá chủ châu Á. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan đến thăm Đà Nẵng của Việt Nam vào ngày 5 tháng 3 năm 2020. Giới tướng lĩnh quân đội, quốc hội và nhiều bộ khác trong chính phủ Mỹ cũng có chung quan điểm này và khó có khả năng mọi chuyện sẽ thay đổi cả ngay cả khi chính quyền có sự chuyển giao. Và Trung Quốc hiểu rõ điều đó. Giáo sư Jones, chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị quốc tế tại Đại học Chicago, cũng chia sẻ quan điểm mà ông rút ra từ sau cuộc gặp với một số quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong chuyến công du vào tháng 10 năm 2019 như sau: hầu hết những người tôi nói chuyện cùng
đều tin rằng việc Tổng thống Trump thắng hay thua trong cuộc bầu cử năm 2020 đều không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Người Trung Quốc tin rằng Mỹ có thành kiến và luôn muốn nhằm vào Trung Quốc và sẽ không có gì thay đổi điều đó. Chính quyền Trump đã khiến mối quan hệ với các đồng minh của Mỹ đặc biệt căng thẳng bằng cách gia tăng áp lực đòi hỏi nước sở tại phải tăng chi phí cho lực lượng Mỹ đồn trú và một trong những mục tiêu của chính quyền của Tổng thống Mỹ tới đây Biden là đảo ngược xu thế này. Một quan chức cấp cao trong Đảng Dân Chủ, người tham dự cuộc họp trực tuyến mà Biden và các quan chức thân cận tiến hành vào hôm 31 tháng 10, vài ngày trước cuộc bầu cử cho biết, Biden liên tục nhấn mạnh việc tái thiết quan hệ với các đồng minh. Một thái độ phản ánh lập trường này là việc Biden từng xác nhận với Thủ tướng Nhật Bản Suga trong cuộc điện đàm vào ngày 12 tháng 11 rằng quần đảo Senkaku đang tranh chấp ở biển Hoa Đông là thuộc phạm vi Điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, điều khoản quy định Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp đồng minh bị tấn công vũ trang. Những khẳng định của Biden được cho là trái ngược hẳn với lập trường mà ông từng tuyên bố vào tháng 12 năm 2013 khi đến thăm Nhật Bản với tư cách là Phó Tổng thống trong chính quyền của Obama. Khi đó, ông không kêu gọi Trung Quốc thu hồi quyết định thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông và cũng không nói rằng quần đảo Senkaku thuộc phạm vi Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Đây là hình ảnh quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông hiện do Nhật quản lý và Trung Quốc tranh giành chủ quyền và gọi là điếu ngư. Những nhận thức của chính quyền Mỹ và quan điểm cá nhân của ông Biden về Trung Quốc đã thay đổi đáng kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, vẫn chưa có những yếu tố rõ ràng xác định chính sách an ninh mà chính quyền của ông Biden sẽ triển khai trong thời gian tới. Tổng thống đắc cử đã liệt kê các vấn đề ưu tiên đối với chính quyền ngay cả khi nhậm chức là đưa nước Mỹ vượt qua đại dịch viêm phổi đường hô hấp do chủng mới của virus corona COVID-19 và tái thiết nền kinh tế và hàn gắn những chia rẽ về chủng tộc và xã hội từng trở nên trầm trọng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và nước Mỹ cũng đang đối mặt với rất nhiều thách thức, buộc Biden trước mắt phải đặc biệt tập trung vào các vấn đề đối nội. Những bình luận đầy tính tích cực của Biden về việc ưu tiên các cam kết đối với liên minh không đồng nghĩa với Washington sẽ quay trở lại chính sách an ninh mà Tổng thống Barack Obama và các chính quyền trước đó theo đuổi. Các nguồn tin từ Đảng Dân Chủ cho biết trước một Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ trên phương diện quân sự, Biden rất có thể sẽ kêu gọi các đồng minh của Mỹ mạnh dạn để đóng góp một vai trò lớn hơn với những gì từng diễn ra dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Và Việt Nam lúc này thì nên làm gì? Việt Nam đang vừa có những cơ hội nhưng cũng có những mặt phải đối phó với thách thức không hề nhỏ. Một mặt cạnh tranh Mỹ và Trung Quốc mang lại cơ hội to lớn cho Việt Nam, đặc biệt là những lợi ích về chiến lược, về kinh tế. Mặt khác, Việt Nam đang phải chịu sức ép giữa hai cường quốc này. Đối với Trung Quốc, Việt Nam vẫn luôn là quốc gia láng giềng của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình. Điều này có nghĩa là những đe dọa thao túng kinh tế và chính trường Việt Nam của Trung Quốc luôn hiện diện kẻ bên. Chúng Trung Quốc là vật cản trong sự phát triển của mối quan hệ giữa Việt và Mỹ thời gian gần đây. Ngoài ra, Trung Quốc luôn đe dọa Việt Nam để có thể khống chế Việt Nam, hòng khiến Việt Nam khuất phục trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Đối với Mỹ, Việt Nam cũng có những sức ép không hề nhỏ. Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ cũng gắn mác Việt Nam thao túng tiền tệ. Điều này có nhiều ẩn ý, mặc dù một số chuyên gia Mỹ cũng cho rằng Việt Nam không thực sự thao túng tiền tệ, nhưng chính quyền của Mỹ vẫn đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia bị mắc nạn này. Quyết định này của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra sau hai chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ và tiếp đó là Cố vấn An ninh Mỹ. Các nhà nghiên cứu chính trị cho rằng việc Việt Nam bị đưa vào danh sách gắn mác thao túng tiền tệ là một quyết định chính trị của chính quyền Trump vào thời kỳ sắp chấm dứt nhiệm kỳ của ông. Và Trung Quốc cũng rất có thể sẽ lợi dụng khoảng trống quyền lực trong nền chính trị của Mỹ để tranh thủ ra tay trên Biển Đông. Và Việt Nam cũng đang bận bịu với Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới, vốn sắp xếp lại các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Điều này sẽ dẫn tới khả năng Việt Nam lơ là ở Biển Đông. Chính vì vậy, Việt Nam đang đứng trước những vận hội quan trọng. Một mặt thì cần gìn giữ và phát triển quan hệ với Mỹ. Một mặt khác giữ cho mối quan hệ với Trung Quốc không xấu đi để đảm bảo cho môi trường an ninh được ổn định. Tuy nhiên, điều này thực sự không phải là dễ dàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 với bản tin Khoảng trống quyền lực ở Washington đe dọa tới Biển Đông.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.